À, xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tích Mập TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay đàn cún mình cũng rất là vui vẻ, mạnh khỏe. Thấy bình cũng hàng ngày cũng múa lên tay chân tung tăng tung tăng. Bất hợp thì bụng càng ngày càng bự, chuẩn bị tới ngày sinh nở. Đi ăn uống đi lại gặp nhiều khó khăn. Thì bất hợp mình đã ẵm lên lần trước, mình cho bé nãy nãy thì mình dùng cái thao này, mình tính để cho bé nằm để cho bé sinh nở, mà mình thấy nó hơi bẩn chật nên mình lấy cái thao bự hơn gấp 3 lần luôn á. Cái thao này là hai người lớn ngồi vô bình thường, tại 200 kg lận, 200 lít nước lận. Nó thì giờ mình sẽ ẩm bắt hợp vô ướm thao thử rồi. Vô đây làm này mới mốt con nè. Làm đây. Con làm chưa? 20 đứa luôn, một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa, năm đứa, sáu đứa, bảy đứa, tám đứa, chín đứa, 11, 12, 15, 20, 40. Đẻ được nổi 40 đứa không? Ai mượn cái tội đi ra ngoài hả? Rồi, rồi nằm ở đây. Rồi mình sẽ giăng miếng vải bự này, kín chỗ này luôn, là sẽ làm cho cái phòng tối. Bất hợp sẽ ở đây. Còn thằng cái bình thì ở đây, trong cái lồng này, và được nằm ở trong nhà. Còn tối thì mình vẫn mở cửa, vẫn mở đèn. Nếu mà tình hình bất hợp mà nó có lên trên la, mình sẽ phát hiện được liền. Đó thì tình hình mấy chú cún của mình thì vẫn bình thường, ổn, không có sao hết. Nhưng mà có điều thì thức ăn riêng thì hết rồi, không có chạy chữa đi đâu mua được hết trơn, không ra đường được, cấm ra đường cả nhà. Nè, thức ăn riêng này nè, đó. Chờ còn khoảng chục bịch nữa là kéo dài được, cũng được 2-3 ngày nữa. Chuẩn bị chỗ cho bác hợp con lành là đó, là ở đây, là trong cái sân đằng trước của cái hành lang luôn cả nhà. Thì chuẩn bị đằng cuối ăn chiều rồi, nãy giờ cho ăn bánh tây chắc cũng lửng lửng bụng rồi. Chuẩn bị chiều nay đằng cuối được ăn chiều. Cái bị bé 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 Thái Bình ở cả nhà, thì hàng ngày mình có lau chùi, tắm tắm sơ sơ. Còn mà tắm tắm mà kỹ lưỡng á, thì khoảng 3 ngày. 3 ngày là phải tắm toàn thân. Chứ mấy nó giờ chịu không nổi đâu. Tới giờ ứ ứ rên la rồi đó.
Gì gần. Chân là cũng gần. Rồi cái sân dơ quá, trời mưa gì nhảy lên nhảy xuống, nhảy lên nhảy xuống, rồi cái sân thấy gớm không. Để sáng mai có nước mình bây giờ nó cúp nước nữa rồi. Cái chỗ mình kỳ lắm cả nhà. Nó muốn có nước có, muốn hồng hồng à. Bó tay luôn. Chà rửa sạch sẽ cái khoảng 1 tiếng 2 tiếng sau cái sân trang trở lại. Nằm ở đây ngon không con? Cho trai được trao chấm điểm cho trai được mấy điểm. Ai mượn bỏ cái tật 11 là không có được đi ra nha không? Đã cha rào rồi rồi. Cái ông ba gác ổng vô nhà ổng đổ vật tư á, rồi ba mình cũng lo mà dọn dọn cái chỗ cái sân đó. Đổ ở đây nè, đổ ở cái sân chỗ này nè để chán cái nền đằng sau cả nhà. Đó thì ông ba gác mở cửa vô. Ba mình cũng mở cửa vô. Ve cho xe ba gác chạy vô đổ. Đổ cái ông bà này bà phóng cửa bà chạy ra, bà cắn gà người ta là đền người ta. Rồi xong rồi chạy đi tới phía mới về. Rồi giờ ứ gì? Ứ ai ai làm chứng? Ai lo? Tôi lo nè. Rồi giờ báo đi, rồi giờ cái người yêu của nhà ngươi là ai để tôi biết tôi đi kiếm tôi lấy củ hồi môn về để tôi nuôi cái thằng cháu ngoại tôi nữa. Hả? Nói đi. Nói. Không có nói được hả? Rên không hả? Nằm xuống đây. Ngủ rồi con. Ngủ. Ngủ. Đau với gì, khó chịu với gì, biết mà. Rồi cái người ở đó con bằng nắm tay và bằng bằng thằng Thái Bình vậy đó, cái chút chiếu vậy đó giờ nè. Ôi ơi. Ôi ơi. Cứng ngắc luôn cả nhà ơi. Chắc 8 đứa trong đây quá. Thở khì 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 luôn nè. Nằm đây nha ông. Mới cho ăn rồi chắc giờ cũng không đói đâu, mới uống rồi chắc không không khát đâu. Nằm ở đây. Ráng đi, chắc trong vòng tuần này quá. Thở hổn hển rồi, thở mệt dữ rồi. Đi khó khăn cả nhà, đi mà hai cái chân sao rồi rung á. À, đi là phải nhóm lên nhóm xuống mấy cái mới được đi mới bước được vài bước nhẹ nhàng chứ không phải là khó khăn rất là nặng nề. Thôi xin chào, xin dừng video tôi đây nha cả nhà, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm vào một like để kênh mình duy trì phát triển. Thôi xin chào.